Chúng tôi xin đề cập tới hai ca lâm sàng viêm phổi cộng đồng để chúng ta có cái định hướng chẩn đoán và xử trí phù hợp. Trường hợp lâm sàng thứ nhất, một bệnh nhân nữ 34 tuổi khám bác sĩ đa khoa sau 2 ngày có triệu chứng. Bệnh nhân khởi đầu là một tình trạng sốt cao, ho khan không có đàm và bắt đầu khó thở nhiều hơn. Một ngày trước khi khám bác sĩ thì nhiệt độ lên 39 độ 1 và bệnh nhân có dùng thuốc hạ sốt. Bệnh nhân này có một cái tiền căn hen từ nhỏ, điều trị với Isetlaba một nhát hay là một ngày, điều trị liên tục và chưa có ghi nhận một bất thường nào khác. Nghề nghiệp là một giáo viên tiểu học, đã lập gia đình, có hai con, mẹ bệnh nhân và con gái 6 tuổi bị hen. Con gái bệnh nhân 6 tuổi bị viêm tay giữa cách đây một tuần lễ. Bệnh nhân khi khám thì bệnh nhân tỉnh táo, định hướng tốt, khó thở, nhịp thở 24 lần trong một phút, không có tim tái, ho thì không có đàm, nghe thì có ran ở thùy dưới bên trái, nhịp tim 116 lần trong một phút, huyết áp đo được là 85/52 mmHg thủy ngân, nhiệt độ là 38 độ 9. Như vậy thì bệnh nhân này chúng ta xem xét là bệnh nhân này có nguy cơ của một cái viêm phổi cộng đồng hay không. Chúng ta trên cái bệnh cảnh lâm sàng như thế này, chúng ta lưu ý những cái dấu chứng nào để chúng ta có thể đánh giá bệnh nhân. Chúng ta biết là bệnh nhân này có một cái tiền căn hen mà dùng ngọt quýt kéo dài, cũng đó là một cái yếu tố nguy cơ, cũng dễ có một cái biến chứng bị viêm phổi. Cái thứ hai nó là có cái nguy cơ nhiễm khuẩn lây từ một cái viêm tay giữa của người con trong gia đình. Đó là cái khả năng bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng ở đường hô hấp do những tác nhân có thể có trong những cái người thân lân cận. Chúng ta cần phải làm gì để chúng ta có thể chẩn đoán bệnh nhân này một cách đúng đắn và hợp lý nhất? Thì chúng ta biết là ngoài những cái thăm khám lâm sàng vừa rồi, chúng ta khi mà nhận bệnh nhân với tình trạng khó thở, bệnh nhân sốt cao, trên một bệnh nhân có cái tiền căn hen thì chúng ta đánh giá trên lâm sàng. Đồng thời chúng ta cũng nên chụp x-quang ngực chúng ta để chúng ta đánh giá tình trạng tổn thương nó có hay không. Để đây là một tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán cái viêm phổi cũng như là đánh giá mức độ của tổn thương phổi, xem coi cái tổn thương phổi này nó nhiều hơn một thùy hay là không, có tràn dịch màng phổi biến chứng hay không, có tiến triển hay không, bằng cách là chúng ta có thể theo dõi thường xuyên bệnh nhân. Nếu mà tình trạng nó nặng dần, chức năng gan, chức năng thận, y dung đồ, tình trạng những cái đường huyết, CRP, rồi nếu trường hợp nặng chúng ta đo cái procalcitonin cho bệnh nhân. Qua đó thì chúng ta sẽ dùng những thang điểm chúng ta đánh giá xem bệnh nhân này điều trị ở ngoại trú hay là trị ở nội trú hay là cho nhập ICU. Thì trên hình ảnh X-quang chúng ta thấy là đây là một cái tổn thương ở thùy dưới phổi bên trái, có cái hình ảnh mờ động nhất và có giới hạn tương đối rõ, không có tràn dịch màng phổi đi kèm theo. Về công thức bạch cầu 12.800, hematocrit 34.6, tiểu cầu 142.000, natri 135, đường huyết là 12.6, bun là 33, CRP 320, khá cao, procalcitonin tăng 1.5 mg/L. Khi máu động mạch thì BAO2 là 65 mmHg thủy ngân, BACO2 32, pH 7.4,
HCO3 trừ 17.4, độ bão hòa oxy máu động mạch là 92%, với FiO2 là 21%. Như vậy là chúng ta thấy là bệnh nhân này chưa có bị siêu hấp. Như vậy thì bệnh nhân này sẽ điều trị ngoại trú hay là điều trị nhập viện hay là cho nhập ICU? Thì chúng ta thấy là bệnh nhân này sốt cao, khó thở, và làm những xét nghiệm như thế này thì các bạn có thể yên tâm cho bệnh nhân điều trị ngoại trú hay không. Vấn đề cho nhập viện thì nó cũng phụ thuộc vào cái những cái một số cái yếu tố ngoài những cái thang điểm chúng ta có thể đánh giá, như thí dụ siêu rời 65 hay là BSI. Chúng ta căn cứ vào cái tình trạng gia đình, ví dụ như là người già neo đơn hay là ở xa cái cơ sở chăm sóc thì chúng ta có thể cho nhập viện trong thời gian ngắn. Còn bệnh nhân nếu mà chưa có siêu hấp cần thở máy, chưa có sốc nhiễm trùng thì chúng ta không có đưa nhập ICU. Như vậy có thể là hoặc là điều trị ngoại trú hoặc là điều trị trong bệnh viện, nhập vào khoa nội thì chúng ta sẽ xem xét tiếp để chúng ta đánh giá cho nó chính xác. Cái thang điểm siêu rời 65 cũng rất là thường gặp, thường sử dụng cho bác sĩ ở ngoại trú hoặc là bác sĩ ở phòng cấp cứu. Chúng ta chỉ có 5 cái tiêu chí đơn giản, như là xem cái bệnh nhân có tỉnh táo, có ý thức hay không, ure có trên 7 mmol, tần số hô hấp có trên 30 lần một phút hay không, huyết áp tối đa tối thiểu có dưới 90-60 hay không, và tuổi trên 65 hay không, thì chúng ta sẽ cho điểm. Thì bệnh nhân điều trị từ 0 đến 1 điểm thì chúng ta có thể cho điều trị tại nhà. Còn nếu mà từ 2 điểm thì chúng ta có thể, do tỷ lệ tử vong nó cũng tăng lên gần 10%, thì chúng ta có thể cho nhập viện và điều trị ngắn hạn, và sau đó thì chúng ta chuyển tiếp sang điều trị ngoại trú nếu mà bệnh nhân đáp ứng tốt chứ cái điều trị. Còn từ 3 điểm trở lên thì chúng ta phải cho bệnh nhân nhập viện vì tỷ lệ tử vong cao. Đặc biệt là bệnh nhân mà siêu 65 từ 4-5 điểm ta phải cho nhập ICU. Đặc biệt là nếu bệnh nhân có tụt huyết áp, bệnh nhân có siêu hấp và cần phải thở máy thì chúng ta phải cho nhập ICU ngay. Thì trên bệnh nhân này chúng ta đánh giá là tuổi bệnh nhân này dưới 65 tuổi, có giảm huyết áp cho 1 điểm, ure máu trên 7 mmol chúng ta cho 1 điểm, và bệnh nhân này có 2 điểm. Như vậy thì 2 điểm thì bệnh nhân có thể chúng ta cho bệnh nhân nhập viện điều trị tại khoa nội, và nếu mà có đáp ứng tốt thì chúng ta có thể cho bệnh nhân xuất viện sớm. Thì bệnh nhân này đã được điều trị ở đơn vị chăm sóc trung gian, có nghĩa là không phải là khoa nội đơn thuần mà là một cái khoa mà chuyển tiếp từ một cái khoa nội sang ICU. Thì ở nước ngoài nó có một cái đơn vị chăm sóc chặt chẽ hơn, không phải là ở ICU mà ở khoa ở cận ICU, chúng ta gọi là đơn vị chăm sóc trung gian. Thì lúc đó thì bệnh nhân đã được làm kháng nguyên trong phế cầu trong tiểu dương tính. Đây là một cái xét nghiệm mà có độ đặc hiệu 98%, như là chúng ta có thể khẳng định chắc chắn là bệnh nhân này một cái viêm phổi vô phế cầu rồi. Và cấy máu thì bệnh nhân dương tính với Streptococcus pneumoniae. Và bệnh nhân cũng được cho điều trị oxy, mặc dù là bệnh nhân không có BO2, không thấp, nhưng mà bệnh nhân cái nhịp thở bệnh nhân nó tăng lên như đó, mà bác sĩ cũng cho bổ sung cái oxy cho bệnh nhân và heparin trọng lượng phân tử thấp. Nếu mà dựa vào thang điểm BSI thì đây là một thang điểm mà nó chính xác, tuy nhiên cần phải có nhiều cái thông số, chúng ta cần phải có nhiều thời gian để chúng ta có thể đánh giá cái thang điểm này. Thì dĩ nhiên chính xác thì cần phải nhiều cái thông số hơn, thì chúng ta dựa vào tuổi, bệnh nhân có bệnh đi kèm theo hay không, bệnh nhân có những cái yếu tố bất thường về nặng hay không. Nếu mà có thì chúng ta sẽ qua bước 2 là chúng ta đánh giá về cái nhân khảo học, chúng ta đánh giá coi cái bệnh mãn tính đi kèm theo hay không, chúng ta khám lâm sàng, chúng ta làm mấy xét nghiệm, chúng ta chụp x-quang phổi. Và nếu mà bệnh nhân nhỏ hơn 50 tuổi, bệnh nhân không có bệnh đi kèm theo, không có bệnh nặng thì chúng ta phân lên nhóm 1, điều trị ngoại trú. Nhóm 2 là bệnh nhân dưới 70 điểm, từ nhóm 3 là 71 đến 90 điểm, nhóm 4 là từ 91 đến 130 điểm, và nhóm 5 là trên 130 điểm.
Thì nếu bệnh nhân mà từ 70 điểm trở xuống thì chúng ta có thể cho điều trị ngoại trú, tại vì tỷ lệ tử vong khá là thấp. Từ 71 điểm trở lên thì chúng ta có thể theo dõi ngắn hạn ở trong bệnh viện, từ 71 đến 90 điểm. 91 điểm trở lên là chúng ta bắt buộc phải điều trị nhập viện, và trên 130 điểm thì chúng ta cho nhập ICU. Thì tính theo thang điểm score, cái này các bạn có thể mở cái mạng lên và chúng ta đánh cái BSI score, nó sẽ có một cái bảng. Và nhập tất cả những thông số vào thì trên bệnh nhân này có một cái BSI score là 64 điểm. Như là chúng ta thấy là bệnh nhân này dưới dưới 70 điểm. Mặc dù chúng ta thấy là bệnh nhân này này cấy máu dương tính, bệnh nhân khó thở, nhưng mà cái điểm BSI score nó chỉ có 64 điểm. Cái biến số cấy máu nó không có trong cái BSI score chúng ta đánh giá. Do đó mà chúng ta thấy là mặc dù bệnh nhân này là một cái viêm phổi thùy do phế cầu, có nhiễm trùng huyết cho phế cầu chẩn đoán. Như vậy thì theo cái BSI score này 64 điểm, chúng ta có thể điều trị ngoại trú, nhưng mà bệnh nhân này không thể nào mà chúng ta yên tâm chúng ta điều trị ngoại trú được. Do đó chúng ta có thể cho bệnh nhân điều trị ngắn hạn ở trong bệnh viện. Nếu đáp ứng tốt chúng ta có thể cho xuất viện, từ bệnh nhân này cũng không có một cái nguy cơ của một cái phế cầu kháng thuốc, hay là bệnh nhân lớn tuổi, tiên lượng nó xấu. Do đó chúng ta có thể hy vọng chúng ta sẽ điều trị nhanh chóng và có thể cho bệnh nhân xuất viện. Thì cái độ tin cậy của siêu vi 65 hay là BSI score thì thực sự ra thì chúng ta biết rằng cái diện tích dưới đường cong của siêu vi 65 nó còn khoảng dưới 80%, và cái BSI thì diện tích dưới đường cong khoảng 83 cho tới 86%. Do đó chúng ta thấy là cái không phải là cái thang điểm là nó đúng trong mọi trường hợp. Có những trường hợp chúng ta thấy là cái thang điểm nó thấp, nhưng mà bệnh nó cũng chúng ta cần phải 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 cho nhập viện để chúng ta điều trị. Vấn đề khi mà nhập viện rồi thì chúng ta dùng kháng sinh như thế nào? Đây là một cái vấn đề quan trọng nhất trong cái điều trị một cái bệnh nhiễm trùng. Thì cái kháng sinh điều trị ban đầu hợp lý nó sẽ quyết định cái sự thành công của điều trị của chúng ta. Thì hiện nay trong tất cả các airline trên trên thế giới cũng như tại Việt Nam thì vấn đề sử dụng Belatam kết hợp Malic, nhóm Kinolon một mình hay là phối hợp, thì chúng ta thấy là nó đó là một trong những cái điều trị như là ba cái thuốc Belatam rồi Malic rồi Kinolon, thì đây là ba kháng sinh mà được sử dụng thường, gọi là 90% trường hợp viêm hô đồng là chúng ta sử dụng một hoặc là hai cái kháng sinh trong ba kháng sinh này. Thì cái tùy chọn tùy theo đánh giá cái tác nhân, tùy theo đánh giá tình trạng nhạy cảm thuốc, tùy theo đánh giá bệnh nhân có cái bệnh đi kèm theo, tùy theo bệnh nhân có sử dụng kháng sinh trước hay không, tùy theo cái tình trạng dị ứng với kháng sinh mà chúng ta có thể chọn lựa một trong bốn cái phối hợp, bốn cái option như thế này. Và trong thông thường trong đa số trường hợp thì khi mà chúng ta điều trị ổn định, khi mà nó đáp ứng lâm sàng, ví dụ như bệnh nhân hết sốt, bệnh nhân bớt khó thở, ăn uống được, thì chúng ta sẽ chuyển từ cái tĩnh mạch sang uống càng sớm càng tốt, thông thường là 3 đến 5 ngày sau khi chúng ta sử dụng cái đường chích. Và cái lưu ý là sử dụng Malic khi mà tình hình đề kháng ở tại địa phương nó dưới 25% thì nó sẽ đạt cái hiệu quả về mặt vi sinh. Cái bệnh nhân này bác sĩ dùng moxifloxacin 400 mg truyền tĩnh mạch ngày một lần. Thì trong cái khuyến cáo của Hiệp hội lồng ngực của Mỹ thì năm 2019, thì những bệnh nhân nào bệnh nhân điều trị nội trú mà không có nguy cơ nhiễm tụ cầu kháng sinh hay Pseudomonas, thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp Belatam phối hợp với Malic, hoặc là chúng ta sử dụng kia lên đơn độc là levofloxacin 750 mg hay là moxifloxacin 400 mg này. Thì cả hai đều cái khuyến cáo và chất lượng bằng chứng đều giống nhau. Thì đây là một cái, hoặc là chúng ta chọn lựa phối hợp hai kháng sinh, hoặc là chúng ta sử dụng một kháng sinh duy nhất. Kháng sinh Kinolon hô hấp thì sử dụng một lần một ngày cho bệnh nhân. Ở đây tác giả bác sĩ sử dụng moxifloxacin một lần một ngày.
Những bệnh nhân mà nội trú mà nặng, ví dụ như bệnh nhân mà nằm ở cái chuyển tiếp, ví dụ như nhiễm trùng huyết, thì có thể là sử dụng beta-lactam kết hợp Maulid hoặc là một beta-lactam kết hợp với Quinolone. Đây là một cái phối hợp cũng thường sử dụng cho những bệnh nhân mà viêm phổi cộng đồng nặng. Thì cái cả hai phối hợp này đều được sử dụng, được khuyến cáo mạnh mẽ trong cái môi trường lâm sàng của chúng ta. Nếu mà một bệnh nhân mà nếu mà cái môi trường lâm sàng chúng ta mà có cái Maurit thế hệ mới mà chích, thì sự phối hợp giữa Beta-lactam và Maurit chích, nếu không thì chúng ta có thể sử dụng Beta-lactam kết hợp với Quinolone chích cho bệnh nhân. Đặc biệt là nếu mà Quinolone chích không có thì chúng ta có thể sử dụng Quinolone uống, tại vì cái độ khả dụng sinh học của Quinolone thì nó tương đương với nhau giữa chích và uống, do đó mà chúng ta có thể yên tâm, trừ trường hợp là bệnh nhân bị tiêu chảy thôi. Chứ nếu bệnh nhân không tiêu chảy thì chúng ta có thể sử dụng cái Quinolone hô hấp uống một lần một ngày kết hợp một beta tam chích cũng yên tâm, tương đương với một cái beta tam kết hợp với Quinolone hô hấp chích. Thì vấn đề lựa chọn kháng sinh như chúng ta đề cập tới lúc ban đầu đó là nó tùy thuộc rất nhiều cái yếu tố về tiền sử bệnh, về bệnh có đồng mắc hay không. Thí dụ như bệnh nhân bị suy thận, chúng ta phải tính cái chuyện mà bệnh nhân sử dụng cái thuốc đừng có gây suy thận, sử dụng kháng sinh trong 3 tháng trước đó có nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc hay không, có đi cúm bị trước đó hay không. Rồi liên quan tới vấn đề chọn từng kháng sinh thì liên quan tới cái vấn đề mà nhạy cảm, sự bao phủ của cái kháng sinh. Thí dụ như một cái viêm phổi nặng mà không có loại trừ được cái vi khuẩn không đơn hình thì chúng ta phải dùng cái thuốc kháng sinh nó bao phủ vi khuẩn không đơn hình, thí dụ như là Maclid hay là nhóm Quinolone, thí dụ như vậy. Chứ còn beta tam mặc dù phổ rộng rất rộng nhưng mà thí dụ như cả bên nhóm 2 nó cũng không thể nào nó hiệu quả đối với vi khuẩn không đơn hình. Những yếu tố đề kháng kháng sinh tại chỗ, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, vấn đề tim mạch thận, tình trạng an toàn của thuốc, đó là những yếu tố chúng ta cần phải cân nhắc để chúng ta chọn một kháng sinh cho nó phù hợp nhất. Bệnh nhân này sau khi 3 ngày truyền tĩnh mạch moxifloxacin thì cái CRP cũng như là bromelain nó giảm rất là rõ, rồi tần số thở cũng giảm chỉ còn 16 lần một phút, nhiệt độ thì trở về gần bình thường. Bệnh nhân được hỗ trợ oxy 2 lít một phút, và tất cả các chỉ số sinh hóa bun, đường huyết cũng cũng giảm. Tiếp theo chúng ta làm gì cho bệnh nhân tiếp theo? Thì chúng ta thấy là bệnh nhân này sau khi mà 3 ngày rồi nó hoàn toàn đáp ứng tất cả những chỉ số về 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 mặt lâm sàng và sinh hóa đều giảm. Nên là chúng ta thấy là bệnh nhân này gần như thành công 100%. Sau đó thì bệnh nhân này được chuyển sang ra phòng ngoài và chuyển sang uống, bệnh nhân chuyển sang từ moxifloxacin sang uống. Thì cái vấn đề điều trị chuyển tiếp này nó sẽ giúp cho bệnh nhân được xuất viện sớm hơn, giảm giá thành của vấn đề điều trị kháng sinh, cũng như là giảm giá thành của cái chi phí nằm viện, cũng như là giảm cái biến chứng khi nằm viện cho bệnh nhân. Như vậy thì chúng ta thấy là cái vấn đề điều trị chuyển tiếp đó nó lợi ích khá nhiều, về ngoài vấn đề kinh tế ra thì nó còn cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân nó cũng cũng được cải thiện qua cái vấn đề là bệnh nhân có thể đi lại một cách dễ dàng, sinh hoạt thoải mái hơn, và bệnh nhân sẽ sớm xuất viện hơn so với khi chúng ta sử dụng kháng sinh đường chích. Thì nhắc thêm về cái hiệu quả của moxifloxacin, đây là một trong những hai cái Quinolone hô hấp được đề cập tới và đặc biệt là có hiệu quả trong phế cầu tốt hơn những cái kháng sinh khác. Trong cái đa số những nghiên cứu thì chúng ta thấy là cái moxifloxacin nó có hiệu quả vào cái ngày thứ hai, và rõ rệt nhất vào ngày thứ ba và ngày thứ năm. Nó những triệu chứng lâm sàng, thí dụ như là sốt, ho, khó thở nó giảm rất là rõ. So sánh với một cái trong nghiên cứu Capri thì chúng ta thấy là cái so sánh về tỷ lệ khỏi trên lâm sàng thì chúng ta thấy là giữa cái nhóm beta tam có thể có hoặc là không có Maurit ở đây, thì trong cái nhóm này
và amoxicillin thì chúng ta thấy là cái hiệu quả của amoxicillin đối với phế cầu là chúng ta thấy là cái hiệu quả nó cao về mặt cả về mặt lâm sàng cũng như là về mặt thành công về mặt vi sinh. Chúng ta biết là cái MIC của amoxicillin đối với phế cầu nó rất là thấp, thì ở tại Việt Nam nó là khoảng 0.25, so với những cái kháng sinh khác thì cái MIC nó cao hơn. Do đó mà chúng ta thấy là cái hiệu quả về mặt lâm sàng cũng như vi sinh nó được cải thiện khá rõ, thì cái trong nghiên cứu này nó cũng cũng phù hợp như cái nghiên cứu vi sinh ở tại Anshop của Việt Nam. Vấn đề điều trị chuyển tiếp cũng vậy, chúng ta thấy là cái bệnh nhân mà cái hiệu quả vào ngày thứ năm khi mà chuyển sang cái dạng chích sang dạng uống thì nó đạt được 73%, so với thuốc so sánh trong nghiên cứu này là 60%. Trong cái khoa nội bình bình thường thì bắt đầu bệnh nhân tất cả những chỉ số đều trở về bình thường hết, bệnh nhân ăn uống bình thường, tình trạng tinh thần bình thường, không sốt, và sau đó thì bệnh nhân được cho xuất viện. Tiếp tục chúng ta làm gì cho bệnh nhân này? Thì dĩ nhiên là trước khi xuất viện thì chúng ta phải đánh giá lại những cái mặt mặt cơ, về là đánh giá những cái chỉ số về lâm sàng cũng như là những cái xét nghiệm sinh hóa chúng ta đã làm. Thì chúng ta thấy là cái bệnh nhân này cũng hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta cho bệnh nhân xuất viện và chúng ta tiếp tục chúng ta cho điều trị cho đầy đủ khoảng 7 ngày cho tới 10 ngày cho bệnh nhân. Một số bạn thì có thể không yên tâm thì chúng ta có thể cho cấy máu lại, chúng ta chụp X-quang lại. Như với trong đa số trường hợp những bệnh nhân mà chúng ta điều trị mà đáp ứng tốt như thế này thì gần như là hiếm khi nào bệnh nó tình trạng tái phát sau khi chúng ta điều trị từ 7 đến 10 ngày, chuyển tiếp sau 5 ngày từ chích sang uống. Tóm lại thì trên bệnh nhân này chúng ta có thể rút ra một số cái kết luận. Vấn đề phân tầng nguy cơ đối với bệnh nhân là cần thiết. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là không phải là cái phân tầng nào, cái đánh giá, cái thang điểm nào nó cũng có chính xác 100% trong vấn đề mà chúng ta quyết định cho bệnh nhân điều trị nội trú hay là chúng ta cho bệnh nhân điều trị ngoại trú. Cái quyết định điều trị nội trú nó phụ thuộc vào cái ý kiến của người bác sĩ, đánh giá người bác sĩ vào cái thời điểm mà bệnh nhân được thăm khám. Nhất là những chỉ số như là khó thở, những bệnh nhân có tình trạng tổng trạng, tình trạng tinh thần, huyết áp thấp, cho bệnh nhân này là chúng ta nên cho bệnh nhân nhập viện để chúng ta điều trị bảo đảm bảo sự thành công. Về chúng ta chọn kháng sinh thì chúng ta lưu ý những kháng sinh có thể nó bao phủ những cái tác nhân gây bệnh. Đặc biệt những trường hợp mà viêm phổi nặng thì trong cái đánh giá ban đầu chúng ta đó, ngoài phế cầu hay là hemophilus ra, những cái tác nhân mà thí dụ như là vi khuẩn không điển hình là một trong những cái tác nhân mà nó có thể nó chiếm tỷ lệ khoảng trên dưới 10%, mà nếu chúng ta không bao phủ trong trường hợp nặng thì bệnh nhân có khả năng tiến triển nặng và tử vong, hay là những bệnh nhân mà có những cái nhiễm khuẩn vi khuẩn gram âm. Chọn kháng sinh thì chúng ta chọn kháng sinh nó vào được cái ổ nhiễm trùng, nghĩa là kháng sinh nó vào mô được cái hoạt tính trên lâm sàng. Chúng ta được nghiên cứu nhất là ở tại cái điều kiện Việt Nam, nếu mà ví dụ như là một cái viêm phổi vô phế cầu, chúng ta phải biết được cái MIC của nó là bao nhiêu để chúng ta chọn một kháng sinh nhạy cảm nhất để nó vừa hiệu quả lâm sàng mà vừa hiệu quả về mặt vi sinh. Dĩ nhiên là một kháng sinh nó sẽ an toàn cho bệnh nhân, đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc là những người bệnh đông mắc, thì đó là những cái điều mà chúng ta cần lưu ý trên cái nhóm bệnh nhân này.